Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phân tích tình hình quan hệ Việt Trung trong bối cảnh hiện tại. Ngày 15 tháng 10, thời báo chấm D giới thiệu bài viết trên của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada. Quan hệ Việt Trung từ sau chiến tranh biên giới năm 1979 cho đến nay vẫn luôn tiềm ẩn sự căng thẳng và bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là một đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam cung cấp thị trường và nguồn vốn đầu tư lớn Gần đây, chuyến thăm của thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc đối với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang theo đuổi. Và đây là hình lễ kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao Việt Trung tại Hà Nội. Mặc dù vậy, đây không phải là dấu hiệu của sự chia sẻ ý thức hệ sâu sắc mà là một chiến lược chính trị và kinh tế của Trung Quốc nhằm duy trì ảnh hưởng của mình trong khu vực, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh với các cường quốc khác. Trung Quốc mong muốn gì từ Việt Nam? Thứ nhất, kết hợp sáng kiến của Trung Quốc Vành đai và Con đường với sáng kiến giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai hành lang một vành đai là một chiến lược của Trung Quốc nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế thông qua việc kết nối hạ tầng và phát triển thương mại. Đối với Việt Nam, điều này có thể mang lại lợi ích về kinh tế trong ngắn hạn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ về mất kiểm soát các dự án hạ tầng quan trọng. Thứ hai, giữ vững ổn định chính trị và ảnh hưởng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này giúp Trung Quốc có một láng giềng thân thiện và một đồng minh ý thức hệ trong khu vực Đông Nam Á. Kiểm soát và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc khác tại Việt Nam, việc duy trì ảnh hưởng chính trị và kinh tế thông qua các khoản đầu tư và hợp tác kinh tế là một công cụ hiệu quả để giữ Việt Nam trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. Và đây là hình ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Việt Nam có thể làm gì để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đây? trước những thách thức đến từ sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam cần có chiến lược đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ quốc tế để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cụ thể như sau, thứ nhất, xây dựng nội lực kinh tế mạnh mẽ thông qua cải cách kinh tế, tập trung vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực kinh tế có giá trị gia tăng cao. Một nền kinh tế tự cường sẽ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các đối tác lớn như Trung Quốc. Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa phương với các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và khỏi Liên minh châu Âu. Quan hệ này không chỉ dừng lại ở hợp tác kinh tế, mà cần mở rộng sang các lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm tạo ra sự cân bằng và đối trọng trước sức ép từ Trung Quốc. Thứ ba, tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. Hiện đại hóa quân sự sẽ giúp Việt Nam tạo ra thế răng đe, đồng thời là công cụ quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia. Thứ tư, chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định không đứng về phía nào nhưng phải dựa trên những giá trị chung được chia sẻ của cộng đồng quốc tế và phải kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Dấu hiệu chuyển đổi thể chế và vai trò của tự do, dân chủ, thịnh vượng Hiện nay đã có những dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam có thể cân nhắc một số cải cách chính trị hạn chế nhằm thích nghi với tình hình mới. Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thay đổi này là áp lực từ nội bộ, đặc biệt là nhu cầu tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Và đây là hình một số nhà hoạt động dân chủ bị tù đày. Tại sao tự do dân chủ thịnh vượng là mẫu số chung cho sự phát triển bền vững? Tự do là yếu tố cốt lõi để bảo vệ quyền con người, tạo ra sự sáng tạo và động lực trong xã hội. Mọi người dân cần được đảm bảo các quyền tự do căn bản để phát huy tối đa tiềm năng cá nhân. Dân chủ đảm bảo sự kiểm soát quyền lực, ngăn chặn sự lạm quyền, đồng thời tạo ra một hệ thống chính trị phản ánh nguyện vọng của người dân. Dân chủ cũng thúc đẩy sự minh bạch, giúp xã hội phát triển bền vững. Thịnh vượng là mục tiêu chung của mọi quốc gia, nhưng thịnh vượng không chỉ là sự tăng trưởng kinh tế, mà còn bao gồm cả chất lượng cuộc sống, sự phát triển con người toàn diện. Việt Nam cần xây dựng một nền tảng chính trị dựa trên ba giá trị này để tạo ra sự đồng thuận xã hội và đoàn kết dân tộc. Chính sự đoàn kết này sẽ giúp Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn trong đối phó với các thách thức bên ngoài, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc. Kết luận và hoạch định chính sách đối ngoại Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục duy trì một chính sách đối ngoại mềm dẻo nhưng kiên định nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, việc xây dựng nội lực dựa trên nền tảng tự do, dân chủ và thành vượng sẽ là yếu tố quyết định giúp Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững và giữ vững độc lập trước sự chi phối của các thế lực bên ngoài. Đảng Cộng sản Việt Nam cần nhìn nhận rõ ràng rằng sự chuyển đổi thể chế, dù hạn chế, là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay. Chính sự đoàn kết dân tộc được xây dựng trên mẫu số chung của các giá trị phổ quát sẽ giúp Việt Nam tiến lên trong thế kỷ 21 với một nền độc lập, tự do và thịnh vượng thật sự. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin phân tích tình hình quan hệ Việt-Trung trong bối cảnh hiện tại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á. Ngày 14 tháng 10, BBC tiếng Việt đặt vấn đề: Việt Nam có quyền lực như thế nào tại châu Á Thái Bình Dương? BBC dẫn báo cáo thường niên chỉ số quyền lực châu Á năm 2024 do Viện Lowy, viện nghiên cứu chính sách đối ngoại hàng đầu của Úc vừa công bố vào tháng 9 năm 2024, cho thấy Việt Nam đứng thứ 12 trong tổng số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Và đây là hình bài trên BBC. Theo đó, sức mạnh tổng thể của Việt Nam đã tăng 1,2 điểm so với năm 2023, tạo ra ảnh hưởng trong khu vực nhiều hơn so với dự kiến. BBC nhận xét, trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Mỹ, Nga, Úc, New Zealand, thì Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia hạng trung. Thước đo chỉ số quyền lực này dựa trên 8 tiêu chí, năng lực kinh tế, năng lực quân sự, khả năng phục hồi, nguồn lực tương lai, quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa. BBC cho biết sự cải thiện lớn nhất của Việt Nam vào năm 2024 là ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa, song thước đo về mạng lưới quốc phòng sụt giảm. BBC dẫn lời bà Bethan, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Lowy, trưởng dự án chỉ số quyền lực châu Á, cho rằng vì là một trong những nước hoạt động ngoại giao tích cực nhất ở khu vực trong năm qua, khía cạnh mà Việt Nam đạt đến kết quả tốt nhất là ảnh hưởng ngoại giao và đây là hình các nước đứng đầu trên bảng xếp hạng. Bên cạnh ngoại giao, bà Patton cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam đã cải thiện điểm số về quan hệ kinh tế, đang trở thành một quốc gia có nền kinh tế kết nối, có thể liên kết giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng bà cũng lưu ý rằng Việt Nam bị thụt lùi về mạng lưới quốc phòng vì tình trạng không liên minh của Việt Nam cùng với việc khá thận trọng trong hợp tác quân sự, nghĩa là Việt Nam vẫn nằm ngoài mạng lưới đồng minh với Mỹ bởi cách tiếp cận của Việt Nam là im lặng trước các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, bà cho rằng Hà Nội cũng nỗ lực để xây dựng khả năng răng đe quân sự và có tham vọng chiến lược thể hiện qua chiến dịch âm thầm bồi đáp đảo. Bà cho biết, xét về tổng quát, Mỹ và Trung Quốc là hai siêu cường đang cạnh tranh khá sát sao và cũng là hai nước có ảnh hưởng nhiều nhất đến Việt Nam và Việt Nam khá cân bằng trong quan hệ với hai đối tác này. Nga cũng là một nước có ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam trước đây song nước này đang bị phân tán bởi cuộc chiến ở Ukraine. Xét đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bà nhận định, Việt Nam còn cách khá xa Singapore và Indonesia, song khá gần với Thái Lan và Malaysia. Và đây là hình mối quan hệ ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng của Việt Nam. Bà cho rằng, trong tương lai không xa, Việt Nam có thể vượt qua Malaysia và cả Thái Lan, phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế và việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác. Theo BBC, trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á năm nay, Mỹ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất, theo sau là Trung Quốc. Washington dẫn trước Bắc Kinh về 6 trong 8 chỉ số, trong đó năng lực quốc phòng, ảnh hưởng văn hóa và khả năng kinh tế. Ngược lại, Trung Quốc có mối quan hệ ngoại giao và thương mại mạnh hơn trên khắp châu Á. Tuy vậy, vẫn theo BBC, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách về năng lực quân sự so với Mỹ khi họ đổ tiền vào việc mở rộng lực lượng vũ trang. Báo cáo cho thấy Lần đầu tiên, Trung Quốc ở vị thế cao hơn Mỹ xếp về khả năng nhanh chóng triển khai quân đội ở châu Á trong trường hợp xảy ra xung đột. Nhưng sức mạnh tổng thể của Bắc Kinh trong khu vực đang bắt đầu chuyển lại trong bối cảnh dân số giảm. Trong khi đó, Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản một cách sát sao để trở thành quốc gia mạnh thứ ba trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, Viện Lowy đánh giá cao xu hướng chuyển đổi của Nhật Bản từ một cường quốc kinh tế và văn hóa thành một cường quốc năng nổ tham gia vào các hoạt động về quốc phòng và an ninh với các nước khác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.